Bên đây. Sao? Trường An. Trương Bá Tĩnh chẳng qua bị trảm phái đến Ngụy Bác nửa năm thôi, liền bị người khác giết hại. Rất rõ ràng có người không hy vọng trẫm phái người qua đó. Bệ hạ bất giận, án kiện bên trong Ngụy Bác 5 lần 7 lượt người tiếp nhận. Bây giờ đến cả Trương đại nhân cũng sống chết không rõ. Có nên phái quan lý sự đi trinh sát trước hay không? Thứ nhất có thể điều tra rõ sự tình, thứ hai cũng có thể thuận lợi hiểu chút ít hiện trạng của Ngụy Bác, xem rốt cuộc là có nguyên nhân thế nào. Phiên trấn các cứ đều là tai họa triều đình, mà trong phiên trấn đặc biệt hơn là tam trấn Hà Sóc. Chuyện xảy ra này vừa lúc lại là Ngụy Bác của một trong tam trấn. Tam trấn Hà Sóc thật là một cái thùng sắt, có phải không? Giữa ban ngày ban mặt, ngươi không gào to kiếm tiền giống một nam nhân. Bình gớm tốt, bình gớm tốt. Một tiểu nữ nhân như ngươi ngày ngày uống rượu, ngươi giống nữ nhân chỗ nào? Bán giải đây, giải hoa đẹp đây. Tô đại ca, ngủ ngon không? Nàng nói xem. Nói cho các người một tin tốt, trên giang hồ tôi có một người bạn mời chúng ta đi Ngụy Bác bao ăn bao uống. Bây giờ cảnh xuân rất đẹp, cơ hội tốt như vậy không đi quá tiếc rồi. Đồ gớm đẹp đây. Chuyện gì vậy? Không có gì. Tô đại ca, bây giờ đi phía đông cũng đang là lúc đẹp, dù sao kinh doanh của chúng ta cũng không tốt. Bán giải qua đây. Tâm phiền tính nóng, họa công yếu ớt. Giải qua, xem thử đi. Đại nhân, hạ quan nguyện ý đi. Ngụy Bác là một trong tam trấn Hà Sóc, phong dân quỷ quyệt. Bùi Thiếu Khanh, án này rất nghiêm trọng. Đại nhân, xin yên tâm. Ta lệnh cho phái 100 người đi theo ngươi trong án này. Đủ không? Đại nhân, đường đi Ngụy Bác xa xôi, không muốn mọi người thuyền xe mệt nhọc. Hơn nữa, ở đó có người của bộ điều tra giúp đỡ. Hạ quan chỉ cần mang bên mình một người hầu là đủ. Xem đi, thử xem. Rượu. Ông đây khác rồi. Người cuối cùng đi hay không đi? Nói một lời dứt khoát. Xem đi. Trường An này à, lưu lại sớm cũng phiền chết rồi. Đi. Đại nhân, chúng ta đây là đi đâu? Tìm một người bạn, mặc dù không giúp được gì, nhưng chung quy có thể bồi ta nói chuyện. Tên bán đồ giả chết đâu rồi?
Tiểu Dân, Tiểu Dân, chúng ta đi bao lâu rồi? Đại nhân, chúng ta vừa từ trong thành vừa đi ra được một tiếng, đến Ngụy Bác đại khái còn phải 10 ngày. Còn 10 ngày? Đúng. Hồi còn nhỏ cách đây 10 năm trước có đi qua một lần, gặp cái cầu bị mưa lớn cuốn trôi, tốn 2 tháng hơn mới đến. Ngươi nói xem ta đây khổ như thế nào. Các ngươi có thể nhanh chút không? Ta lại không muốn đi rồi. Sao đã nói rồi lại không muốn đi? Phía trước đều sắp đến rồi. Nói đi. Tôi không phải nói rồi sao? Trên giang hồ có một người bạn mời chúng ta đi chơi thôi. Ta liền nghĩ xem ta đoán đúng hay không. Ngụy Bác, đồ gớm đẹp đây, bán giải đi, giải thêu qua đẹp đi, hay lắm. Hay là chúng ta tìm một chỗ nghỉ chân trước đi. Đừng vội, lập tức đến rồi. Bây giờ ngươi nói cho chúng tôi tại sao đến đây được rồi chứ? Đến lúc sẽ nói. Đừng có đến lúc sẽ nói. Chúng ta nói chuyện trước đi. Giá của đơn này là bao nhiêu? Nhà trọ này xem ra không tệ. Ở đây đi. Bao nhiêu ngân lượng? Cái gì ngân lượng? Nguyệt như sương này ta thấy không tốt, đi ra đi vào đều không giống dân thường. Nếu không tìm một nhà trọ bình dân vậy cũng bất lo lắm. Tô đại ca, chuyện tiền bạc dễ nói. Quả nhiên là món hời. Đã đến đây rồi, tôi cũng không sợ mà nói thật vậy. Thực ra không phải chuyện tiền bạc, tôi nhận được giang hồ lệnh. Giang hồ lệnh? Đúng, nửa tháng trước trên giang hồ người xưng là đại hiệp Vô Ảnh phát một dòng giang hồ lệnh. Cụ thể là thế nào không được phép biết. Thú vị. Nguyệt như sương có chút thú vị. Ân quán tiếu giang hồ, tây phong lạc phi qua, hiệp cốt quy sức trá, nhiệt quyết tế hoàng sa. Vào trong xem. Tạm biệt khách quan, lần sau lại đến. Khách quan xin mời bên trong. Nào, một người đến. Mấy vị khách quan đây, từ đâu đến? Chúng tôi đến từ Trường An. Trường An? Chỗ tôi mấy năm nay đều không có khách đến từ Trường An. Bà già cút đi. Hiệp khách. Không sao hiệp khách. Không sao đâu. Không sao hiệp khách. Ngài xem, tôi mắt mờ tay run. Xin lỗi khách quan. Xin lỗi. Lên hai hũ rượu, rượu ngon. Chúng tôi là nhận được giang hồ lệnh, nhận lời mời đến đây. Quá ra đều là nhân sĩ giang hồ. Vậy được, mời vào trong. Trên lầu, hai phòng nghỉ thượng hạng. Ông chủ đây, đừng lo. Tất cả ngân lượng đều có người đã bao. Đại hiệp xin mời. Đại hiệp đường xa xe ngựa, vất vả, nghỉ ngơi sớm. Vô Ảnh đại hiệp đến. Thất lễ, thất lễ. Các vị anh hùng xin tiến lên phía trước. Hôm nay mời các vị anh hùng đến đây là muốn mọi người giúp một việc nhỏ, giúp Vô Ảnh đại hiệp tìm một người. Vị nữ hiệp này không phải là kẻ thù của Vô Ảnh hiệp khách chúng ta, chỉ là có việc muốn nói. Nữ hiệp sở trường là thuật cải trang, dùng tiểu đao dài không tới nửa thước. Đại hiệp, trên lầu có vài hiệp khách đến từ Trường An. Cẩn thận. Xem ra người mà các ngươi muốn tìm vốn dĩ không nhận tình cảm của các ngươi rồi. Người đâu? Nhanh ra đi, mau tìm. Không biết nha, đi đâu rồi? Người đâu rồi? Nhanh tìm đi. Qua đó.
lừa đời lấy tiếng, một đoạn đường chết. Nhờ các vị rồi. Người đâu? Người đâu? Nhảy ra phía đó rồi. Theo ta. Đi. Người đâu? Có. Ta là Đại Lý Tử Thiếu Khanh. Ngài là Bùi đại nhân của Đại Lý Tử. Chính xác. Mời đại nhân bớt chút thời gian đi đến bộ điều tra. Đầu đại nhân chúng tôi đã đợi rất lâu rồi. Mời. Đại nhân, có chuyện gì? Bùi đại nhân của Đại Lý Sự đến rồi. Hạ quan không biết Bùi đại nhân của Đại Lý Sự đã đến, không kịp đón chào. Tha tội, tha tội. Ngươi là? Hạ quan là Đậu Đức Huệ, quản hồ sơ vụ án của bộ điều tra. Đại nhân các người ở đâu? Bổn quan muốn gặp ông ấy. Đại nhân chúng tôi tuổi đã cao, cáo lão về quê rồi. Bây giờ ở đây bổn quan lớn nhất. Không biết Bùi đại nhân có giao phó gì. Bổn quan muốn xem hồ sơ Trương đại nhân bị mất tích, xem có manh mối gì. Bùi đại nhân xin chờ một chút. Hạ quan đi một chút sẽ quay lại. Đi một chút rồi quay lại ngay. Tiểu Dân, đi xem thử. Các ngươi sao lại trói ta? Bỏ ta ra. Bỏ ta ra. Mau, bỏ ta ra. Bỏ ta ra đi. Các ngươi muốn làm cái gì? Dám động đến người của Đại Lý Tự ta? Bỏ ra. Nói đi. Các ngươi suốt cuộc là ai? Lão Tử chính là Đại Lý Tự Thiếu Khanh Bùi Chuẩn. Ngươi bây giờ còn dám lừa dối bổn quan? Ngươi là Đại Lý Tự Thiếu Khanh. Ta mới là Đại Lý Tự Thiếu Khanh. Ta còn là Thị Lan Hành Bộ. Ta còn muốn làm ngự sử trung thừa. Mở to mắt chó người sao mà nhìn. Bổn quan có lệnh bài của Đại Lý Tự. Lệnh bài? Ngươi nghĩ ta ngu lắm sao? Ta đường đường là một Đại Lý Tự Thiếu Khanh, mang theo một người hầu. Người không giống, quỷ không giống, dạng lý xa xôi đến chỗ chúng tôi. Ta biết Hà Đông có một cổ gia thôn chuyên làm đồ giả. Món đồ này của ngươi cũng không đáng giá bao nhiêu. Đưa hắn đi để ta tra hỏi, để người nhà hắn lấy tiền đến chuộc. Rõ. Ngươi, bói toán đây. Thấy qua người này chưa? Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, kỳ môn động giác, lục hào bát quái. Lẽ nào muốn hỏi một kẻ mù? Có gì mà không được? Hầu môn trương tướng, câu nam ngõ sĩ, người trần thấp kém, việc phức tạp làm sao hiểu được? Xem bói đây. Tiên sinh, gần đây kinh doanh tốt không? Cái gì mà kinh doanh? Đủ ăn mà thôi. Tại hạ lần đầu đến Ngụy Bác, không hiểu chuyện ở đây, cho nên tôi muốn mời tiên sinh uống rượu. Ngài có thể kể vài chuyện thú vị là được. Đương nhiên được chứ. Đại nhân, có người đến. Lý đại nhân, ngọn gió nào đưa ngài đến đây? Nghe nói ngươi bắt được một kẻ giả mạo Đại Lý Tự Thiếu Khanh. Đúng rồi, tôi vừa nhìn liền hiểu. Để tôi dẫn hắn đến đây, đích thân ngài tra hỏi. Lý đại nhân, chính là hai người này. Đây đại nhân, đây là có ý gì? Ta sớm đã nhận được tin tức của triều đình.
Đó đại lý tự Thiếu Khanh Bùi Đại Nhân muốn đến Ngụy Bắc điều tra mất tích của Trương Đại Nhân. Đúng, ta chính là đại lý tự Thiếu Khanh Bùi Chuẩn. Đậu Đại Nhân phạm phải tội, theo luật nên thế nào đây? Hắn là thật sao? Tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Bùi Đại Nhân tha mạng. Vì Đại Nhân này tha mạng. Người này hiểu lầm, kẻ không biết không có tội, xin tha mạng. Được, ta hôm nay tạm tha cho ngươi. Dám hỏi, vì Đại Nhân đây là? Các người chỉ có hai người. Đúng. Trương Đại Nhân là tiết độ sứ của Ngụy Bác ta. Ông ấy mất tích rồi, ta tự có thể điều tra, không đỡ phiền hai vị. Hai vị hay là quay về Trường An? Tại hạ phụng thánh thượng đến đây điều tra, e rằng khó mà làm theo lời ngài. Xin tiễn Lý Đại Nhân. Vị Đại Nhân này là? Ông ta chính là quan sát sứ Lý Thừa Chánh Lý Đại Nhân. Mùi Đại Nhân, may mà hạ quan không đem cái này giết đi. Mùi Đại Nhân từ kinh thành đường xa mà đến, không ngại nhất giả đến đây, liền lập tức muốn điều tra án. Hạ quan bái phục, bái phục. Hạ quan mặc dù ở nơi xa xôi hẻo lánh này, nhưng mà cũng nghe danh của Bùi Đại Nhân. Ngụy Bắc này gần đây mây đen giăng kín, chuyện lớn xảy ra không dứt. Nói ra xem. Chúng ta trước không nói chuyện Trương Đại Nhân mất tích, một tháng trước còn xảy ra một chuyện lớn. Người ở đây đều biết đại sự của Ngụy Bắc. Có ba người nói ra ai cũng biết. Một người là tiết độ sứ Trương Bá Tĩnh, một người là quán sát sứ Lý Thừa Chánh Lý Đại Nhân, còn có một người chính là đại tướng quân Đổng tướng quân của thống soái quân đội. Nhưng mà Đổng tướng quân này một tháng trước đã bị giết chết rồi, đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ. Rất muốn được nghe kể hết. Bùi Đại Nhân, ngài cẩn thận một chút. Người hầu của Trương Đại Nhân chính là chết ở đây, còn ở đây. Người hầu của ông ấy là bị vũ khí gì đó giết, có kẻ là bị tên bắn chết, còn có người là bị chém chết. Xem ra Trương Đại Nhân bị mắc bẫy của kẻ khác. Trương Đại Nhân lúc đó là ngồi kiệu hay cưỡi ngựa? Cưỡi ngựa. Bảo vệ Đại Nhân. Đại Nhân mau chạy. Hai bên lính đó là phát hiện ở đâu? Chính là ở bên đó.
Bùi đại nhân. Còn có chuyện này, tôi không biết có liên quan đến mất tích của Trương đại nhân không. Một tháng trước, đại tướng quân Đổng Nguyên Tế bị giết chết. Đổng đại tướng quân, ai làm chuyện đó? Cái chết của Đổng tướng quân rất ly kỳ, đến bây giờ vẫn chưa bắt được hung thủ. Trong giang hồ đồn là một người tên Vô Ảnh Đại Hiệp làm. Tên Vô Ảnh Đại Hiệp này rất nhanh xưng bá giang hồ. Trong phút chốc, mũi kiếm của hắn đã làm mưa làm gió. Tin đồn này, lúc phát hiện Đổng tướng quân trên người đã bị đâm mấy chục nhát. Nhưng mà theo tôi thấy, khó tránh khỏi có liên quan đến Lữ Long Thành Đức. Trong tam trấn này, đặc biệt là Lữ Long có ý phản bội, Ngụy Bác này bị kẹp ở giữa, bị trái phải làm khó. Mấy năm trước, Điền đại tướng quân trấn giữ Hứa Châu đã khởi nghĩa tam trấn, kinh động triều đình. Dưới sức ép nặng nề, tam trấn thế trận loạn lạc. Điều này mới làm cho phiên soái trước của Ngụy Bác, Chu Hoài Tiên thất bại. Cho nên triều đình phái Trương Bá Tĩnh đại nhân trấn thủ Ngụy Bác, kiềm hãm tam trấn. Đúng vậy. Nhưng mà vài ngày trước, Trương đại nhân lại không thấy đâu. Đổng đại nhân rốt cuộc là ai giết chết Vô Ảnh phải không? Chuyện này không dám lớn tiếng nói ra. Các người nhìn con đường lớn đó, đột nhiên có rất nhiều nhân vật giang hồ. Nói không chừng là hung thủ mà Lữ Long phái đến. Ngươi nhìn thấy người này chưa? Không có. Đi. Đầu đại nhân, nghỉ ngơi một chút. Bùi đại nhân, vừa nãy có phát hiện ai không? Nơi núi Sừng Quang Du này, trừ phi ban ngày ban mặt không thể có quỷ. Ngài nhìn thấy cái gì? Cái chết của Đổng tướng quân, khám nghiệm tử thi có kết luận gì? Khám nghiệm nói trong người Đổng tướng quân có rất nhiều vết kiếm, kiếm pháp kỳ lạ, không phải thích khách bình thường làm. Đi thôi, buổi tối dẫn ta đi xem mộ của Đổng tướng quân. Tôi là muốn đào mộ sao? Tôi có thể không đi không? Nói đi. Nghe nói sau khi Trương đại nhân mất tích, thường có người gác đêm, nửa đêm nghe thấy tiếng quỷ khóc trong rừng này. Âm thanh sầu não khiến cho người khác rùng mình. Nhất định chính là quan hồn đã chết. Hắn không muốn lưu lại đây. Bùi đại nhân, hay là chúng ta ngày mai hãy đến. Làm gì có ma quỷ? Nếu có, chúng ta cũng là thay bọn họ đòi lại công bằng. Đại nhân của tôi à, ngài muốn nói lý với ma quỷ sao? Mộ của Đổng đại nhân ở đâu? Phía trước không xa. Đi. Dẫn đi sao? Tôi hình như nghe thấy tiếng gì đó. Ma, ma. Là các ngươi? Bùi Chuẩn, đại thần thám, ta vừa hay muốn tìm ngươi. Đúng là quan gia ngõ hẹp. Đúng là chết vì kiếm đâm. Ở ngực là nơi tập trung nhiều vết thương nhất. Cho dù cơ thể đã bắt đầu thối rữa rồi, cũng có thể nhìn thấy mấy chục vết đâm. Vết thương gọn gàng, không có thay đổi nông sâu. Cho nên đúng là do cao thủ thực hiện. Vô Ảnh,
Không sai, người của bộ điều tra cũng nói như vậy. Ngươi làm cái gì vậy? Ngạc nhiên cái gì? Có cái gì bất thường? Có chút kỳ lạ. Là ai? Để tôi đi xem. Tiểu nhị, thêm một bình rượu. Khách quan, rượu của ngài, rót đây. Khách quan, mời lên lầu. Để ta. Khách quan, ngày hôm nay lần đầu đến. Nào, mời lên lầu. Cẩn thận đấy. Nói như vậy, mọi người nhận ủy thác của Vô Ảnh đại hiệp tìm ngươi. Đúng. Vậy hai người này có liên quan gì? Vết thương do dao chém trên người đích thị là do kiếm pháp mạnh mẽ mà thành. Nhưng chúng ta ngửi được nước trên mũi của Đổng tướng quân có mùi kỳ lạ, không thường tìm thấy. Vậy có thể là do cấu tạo của đất gần đó, hay là phong thủy mà thành. Cũng có thể có liên quan tới thói quen ăn uống hoặc uống thuốc lúc còn sống của người chết. Nếu Vô Ảnh đại hiệp là hung thủ giết người, vậy hắn và Đổng tướng quân tất có thể có tư thù. Nhận được lệnh của quan viên nào đó, hắn dùng tiền thuê người mà các người đang tìm. Và việc này có gì dính dáng với nhau? Sao rồi? Tôi phát hiện người theo dõi chúng ta đi vào phủ quan sát sứ. Quan sát sứ Lý Thừa Chính. Quá ra kẻ theo dõi chúng ta là hắn. Liêu nói như vậy, Vô Ảnh đại hiệp này là do Lý Thừa Chính thuê. Vậy hung thủ giết chết Đổng đại nhân là Vô Ảnh. Thêm nữa, Trương Bá Tĩnh mất tích. Trong phiên trấn thực lực lớn nhất là ba người bọn họ. Hơn nữa, lại cân bằng nhau. Như hiện nay, chết thì đã chết, mất tích cũng đã mất tích. Chỉ còn lại tên quán sát sứ. Sau khi Trương đại nhân mất tích, binh quyền của Ngụy Bác lại hồi phục vào tay hắn. Bây giờ hắn là lớn nhất. Chẳng trách không muốn chúng ta phá án. Giang hồ hiểm ác, miệng thân thớt và ức ngâm là chuyện thường. Bây giờ nhiệm vụ gấp rút là tìm ra Đổng Lan Anh. Tất cả liền có thể giải quyết dễ dàng. Bùi huynh nên cẩn thận. Nếu để bọn chúng biết chúng ta nghi ngờ Vô Ảnh, manh mối có thể bị mất. Được, các người cũng nên cẩn trọng. Lý đại nhân. Lý đại nhân. Trước khi Trương đại nhân xảy ra chuyện, có người nào khả nghi không? Trương đại nhân đến Ngụy Bác, người người ngợi khen, không có hiềm khích với ai. Nếu thật có một người như vậy, còn cần ngươi làm cái gì? Ý của tại hạ là Trương đại nhân này là người của triều đình phái đến. Có thể hay không? Trương đại nhân là của triều đình phái đến, nhưng ta và Đổng tướng quân tất cả là vì đại đường, phục dịch vì triều đình, không hề thay lòng. Lý đại nhân hiểu lầm rồi. Ý của tại hạ là Đổng tướng quân trước đây không lâu vừa bị hại. Vậy ngươi càng nên đi điều tra án của ngươi. Đừng để hung thủ sát hại Trương huynh và Đổng huynh nhẫn nhơ ngoài dòng pháp luật. Chuyện này tại hạ sẽ cố gắng hết sức. Tại hạ Hạ Nguyên là trưởng hộ vệ ở đây. Là ai phát hiện Trương đại nhân mất tích? Tôi nhớ hôm đó vào giờ dậu, đại nhân nói muốn ra ngoài, đi đâu không nói, nhưng xem ra đại nhân rất vui vẻ. Sau đó đến khuya đại nhân vẫn chưa trở về. Chúng tôi rất lo lắng, liền đi ra ngoài tìm. Chỗ nào nên tìm cũng tìm rồi, nhưng cũng không tìm thấy. Ngày thường đại nhân các người ra ngoài có dẫn theo người hầu không? Có 10 người hầu không rời nửa bước. Sau đó trong rừng phía Tây phát hiện xác của người hầu đều bị giết chết.
Sau khi Đổng tướng quân gặp nạn, đại nhân của các người không tăng thêm đề phòng sao? Lúc Đổng tướng quân vừa gặp thích khách, đại nhân thực sự có phái thêm vài người, nhưng không biết thế nào mấy ngày trước lại phục hồi về nguyên trạng. Có thể đại nhân cho rằng chuyện của Đổng tướng quân đã qua rồi, thư phòng của Trương đại nhân không có ai động vào, đúng không? Sau khi đại nhân mất tích, Lý đại nhân ra lệnh tất cả chúng tôi không được ra vào phòng và thư phòng, giữ nguyên chứng cứ chờ Bùi đại nhân đến. Giữa Trương đại nhân và Đổng tướng quân quan hệ cá nhân như thế nào? Quan hệ của ba vị đại nhân rất tốt. Tại hạ nhớ ba vị đại nhân thường trong phủ uống rượu, bàn về nhân tình thế thái. Thật bất ngờ. Vậy bình thường họ nói về cái chuyện gì? Bọn họ nói cái gì tôi không biết, bởi vì các vị đại nhân không cho chúng tôi làm phiền bọn họ. Thêm rượu. Nào nào, cạn đi. Đào tôi đặt tiểu, nhanh lên. Lần này nhất định là tiểu. Bà, vẫn là để con. Để ta. Con đi làm chuyện khác đi, không cần đâu. Lại đi. Tôi đại ca, sao rồi, sao lại không muốn rồi? Dạng nhân giai tỉnh ngã độc túy, hà bớt sức tảo nhập giao trì. Ngươi đừng có đánh đố ta, ngươi tra ra được cái gì rồi? Cô không phải muốn biết tâm tích của cô gái đó sao? Nào, đầu tư đi. Rượu ngon. Đại, đặt hay không? Nhanh lên nào. Đặt, các huynh đệ, đại. Vẫn là tiểu. Đều là của tôi. Đào, của ngươi. Tôi còn không tin cái tên quỷ này. Đây, cái ngọc bội này là bảo bối. Vị đại hiệp đây, ngài ra giá đi. Chỉ đánh cược không bán. Đánh cược. Đây ở đâu mà có? Đây là vật quý báu nào? Sao lại lấy ra cá cược? Không phải là một mảnh ngọc bội thôi sao? Từ đâu mà có? Lấy ra. Sao vậy? Cướp về. Mất hứng, không cược nữa. Nào, chơi tiếp đi. Bùi đại nhân, đây là thiếu xuân mà chúng tôi đã ủ, ngài có thể thử giải lao một chút. Bùi đại nhân, án này điều tra thế nào rồi? Chính là già tên trộm mộ, nhìn thấy chúng tôi sợ chạy mất, đào mộ trộm. Lúc đó dọa tôi sợ chết khiếp, vậy thì tốt. Tôi Yến Nam này chắc chắn nghĩ ra cái gì rồi, mình không tin tự mình không tra ra căn nguyên. Khách quan, rượu của ngài. Khách quan. Vị nữ hiệp này, để thân già này phải qua đó đưa rượu. Vừa hay, phòng chúng tôi cũng cần rượu. Đợi lão đây đưa xuống bên dưới trước, hay là đưa cho chúng tôi trước đi. Nếu không nói ra tên của ngươi, ta nghĩ không cần chúng tôi động thủ, ngươi cũng không ra khỏi nhà trọ này. Lời của đại hiệp tôi nghe không hiểu.
vẫn là mời vào phòng nói chuyện. Ta chính là Đổng Lan Anh, cô chính là em gái của Đổng tướng quân. Các ngươi cho rằng đem giao nộp ta thì có thể lấy được tiền thưởng? E là ngay cả cái nhà trọ này cũng ra không được. Khi mà cô không phải sớm đã biết cô ấy là Đổng Lan Anh. Khi vừa mới đến trạm dịch, tôi đã phát hiện cô có điểm không khớp. Tôi trên đường cứ nghĩ, cô tại sao kéo chúng tôi đến Ngụy Bác? Là vì ngân lượng hay là thay người khác báo thù? Xin thứ lỗi Tô đại ca, kính nguyệt cô nương. Lẽ ra tôi sớm đã nói sự thật, nhưng duyên đồng môn của Lan Anh và tôi. Nhưng khi tôi biết có giang hồ lệnh, tôi một bên nhờ bằng hữu nghe ngóng, bởi vì lo lắng cho an nguy của Lan Anh, một bên tự mình quyết định mời mọi người đến giúp đỡ. Thực ra lúc chúng ta vừa đến nhà trọ, Lan Anh đã nói với tôi tất cả nguyên do sự việc. Vô Ảnh đại hiệp, Vô Ảnh mà các người biết chính là Ngụy Bác quan sát xử lý Thừa Chánh, cũng là kẻ thù giết hại ca ca của tôi. Ra là như vậy, hắn tại sao muốn đến tìm cô? Ca ca coi trọng chính nghĩa, quan hệ với Lý Thừa Chánh luôn rất tốt, còn thường trước mặt tôi khoa trương hắn, thậm chí còn muốn tôi đính hôn với hắn. Nhưng lúc đó tôi không biết hắn là Vô Ảnh trên giang hồ. Hôm đó hắn mời ca ca đi uống rượu, nhưng ca ca lại chết thảm ở ngoài ô. Chị ca, việc điều tra không có kết quả, ca ca cũng mai táng rồi. Tôi một mình bên ngoài nghe ngóng, ca ca có thể có kẻ thù. Không lâu sau tôi mới phát hiện Lý Thừa Chánh chính là Vô Ảnh đại hiệp trên giang hồ. Bởi vì vết thương trên người của ca ca tôi cả đời này đều không quên, cho nên cô mới trốn ra ngoài thế này. Không có, tôi lúc đó căm phẫn vô cùng, mới biết là tri dân tri diện bất tri tâm. Tôi tính đi giết tên súc sinh đó, ám sát thất bại, cho nên cô trốn ra ngoài. Mà Lý Thừa Chánh biết cô đã biết chuyện này, cho nên muốn giết người diệt khẩu, tránh rắc rối về sau. Đúng, ngọc bội này ca ca của tôi, Lý Thừa Chánh và Trương Bá Tịnh mỗi người một miếng. Nhưng khi ca ca chết, ngọc bội không có trên người. Lý Thừa Chánh, Trương Bá Tĩnh còn có ca ca cô, quan hệ tốt như vậy, Lý Thừa Chánh tại sao lại muốn giết ca ca cô? Chuyện này tôi cũng không biết. Loại người mặt người lòng thú này sớm đã bị rốt xương rốt thịt. Nếu đại hiệp có thể giúp tiểu nữ báo thù mối hận này, tiểu nữ nguyện vì các vị đại hiệp làm trâu làm ngựa. Cô nương, nhanh đứng lên, chuyện này không đơn giản. Cô trước nên ẩn thân tại nhà trọ này, chúng tôi giúp cô tra rõ thật giả. Nếu hung thủ chính là Lý Thừa Chánh, chúng tôi nhất định không tha cho hắn. Tỷ tỷ, tỷ nhanh đi, để giúp tỷ giết bọn chúng. Không sao, đây là tiểu đường, trước đây bên cạnh ca ca tôi. Tôi đối xử hắn như đệ đệ của mình. Quan khúc của tiểu nữ nhờ cậy các vị. Đại nhân, có thể điều tra nhưng không thể đào sâu điều tra. Đi theo Bùi đại nhân đó, cho hắn đổ chút máu. Rõ. Hắn rất ngốc, người nhắc nhở hắn một chút. Có tin tức của Trương đại nhân không? Tạm thời chưa có. Việc không thể chậm trễ, nắm rõ thời cơ. Rõ. Đại nhân, ngài đi đâu? Người lo ngủ đi.
Vô ảnh kiếm. Dì ca, ta nhất định theo ca ca báo thù. Đại nhân, thế nào? Quả nhiên có người đang theo dõi hắn, nhưng người trốn mất rồi, không bắt được hắn. Lũ hồ ly này, Bùi đại nhân tra án cực khổ như vậy, còn ôm đèn đọc sách. Bái phục. Người nói có thể là Lý Thừa Chánh đã giết Trương đại nhân. Đại nhân, lời này không thể tùy tiện nói ra. Trương đại nhân và Lý đại nhân thân thiết như tay với chân, ai ai cũng biết. Lại nói cẩn thận xui xẻo từ miệng mà ra. Nói như vậy, ngươi cũng từng hoài nghi. Không có. Hạ quan ngu dốt, không dám nghĩ nhiều vậy. Hạ quan chỉ hy vọng sau khi đại nhân đi, có thể nói tốt cho hạ quan vài câu, để thần danh chánh ngôn thuận. Được rồi, hỏi ngươi cũng như không. Tiểu đường, ông chủ, hai ngày nay sao lại không thấy bà lão? Bà ngoại, chuyện này tôi cũng không rõ. Được, không có gì, đi làm việc đi. Nào, khách quan, rượu của ngài. Nào nào nào, mời ngài. Gần đây có tìm ra manh mối khác không? Manh mối có rất nhiều. Ngươi muốn nghe đoạn nào? Thật chứ? Bây giờ vẫn chỉ là suy đoán mà thôi, vẫn chưa có kết luận. Tối hôm qua ta đến mộ của Đồng tướng quân, muốn tìm thêm chút manh mối, nhưng nửa đường lại bị Vô Ảnh tập kích. Ta muốn mở khám nghiệm thi thể lần nữa. Lan Anh, hắn cũng chỉ là tìm hung thủ giết ca ca cô. Hắn là ai? Vị này là... Cô ấy là Đổng Lan Anh, là em gái của Đổng tướng quân, cũng là người mà Vô Ảnh đại hiệp muốn tìm. Tại hạ đại lý tự Thiếu Khanh Bùi Chuẩn. Cô nương khoan đã, lúc Đổng tướng quân còn sống có thể có bạn thân thiết khác. Người nào có thể nửa đêm trước mộ Đổng tướng quân thắp đèn trường minh? Gần đây có cái miếu gọi là Đức Tự, Viên Đức Tự. Xem ra có người cho ngươi manh mối. Tốt quá rồi, chúng ta bây giờ đi. Không được, có người đã chú ý ngươi. Nếu ngươi đi cùng chúng tôi, sự việc càng thêm phức tạp. Ngươi hãy về bộ điều tra, giờ như chưa xảy ra chuyện gì. Cũng được. Vậy các người vạn sự cẩn thận. Phải chăng là sai rồi? Chỗ này có manh mối gì chứ? Đây chính là Viên Đức Tự sao? Không sai. Tôi đi xem thử. Cô có nghe Đổng tướng quân nhắc qua chỗ này không? Không có. Tôi nhớ ra rồi, có nghe ca ca nói qua
Trương đại nhân rất tin Phật, cách một ngày sẽ đi vào chùa ở khu hẻo lánh ở vài ngày. Lẽ nào là chỗ này? Xem ra đây là Viên Đức Tự mà Trương đại nhân ở. Bọn chúng nhất định ở bên trong, đừng để chúng chạy thoát. Rõ. Chạy mau, chúng ta đã bị theo dõi rồi. Đây nhất định là mưu kế của Lý Thừa Chánh, muốn chúng ta đến chỗ chết. Vừa hay giết một người tính một người. Ở đây có mật đạo, nhanh chạy. Tôi Yến Nam thì sao? Các người đi trước. Đại nhân. Trương đại nhân, chờ đợi thoải mái chứ? Có bản lãnh thì cứ giết ta. Ta không giết ngươi. Ta đang đợi. Đợi có người đến lấy mạng chó của ngươi. Ngươi lo sợ sao? Ngươi không dám giết ta. Bởi vì ngươi là kẻ đã nhúng chàm đến Trường An. Ngươi nói triều đình tin ngươi. Hay là... ngươi ngàn dạng được ép ta. Chẳng qua ta phân thay ngươi thành ngàn mảnh, lại tìm đường lui. Bộ hạ đồng trung thư môn hạ tam phẩm Trương Bá Tịnh Ấn. Ý nghĩa là gì? Đồng trung thư môn hạ tam phẩm này là chức quan, không phải là tam phẩm đại quan, mà là tể tướng mới thực sự có quyền. Ngụy Bác tiết độ sứ này chỉ có từ tam phẩm, chữ tể tướng ở đâu ra? Bí ẩn chính là hai chữ ở phía trước. Bồ hạ, bồ chỉ dẫn ở bên sông, hạ có lẽ đó là tự xưng của Trương Bá Tĩnh.
Cho nên nếu ông ta là tể tướng, vậy thì chư bộ này chính là hoàng thượng. Ấn tính này có chút kỳ quặc. Nếu là vì công dụng mà đến, sao lại để ở Viên Đức Tự? Có phải cùng ai đó có mật tính gì qua lại? Ý của Tô đại ca nói, chuyện này và thế cục tam trấn có liên quan nhau. Các người không phải đang tìm bằng chứng hung thủ là Lý Thừa Chánh sao? Sao lại bắt đầu hoài nghi Trương Bá Tĩnh? Là thời gian và Lý đại nhân này. Không, Vô Ảnh đại hiệp gặp một lần rồi. Lý đại nhân, Vô Ảnh đại hiệp, chúng ta phải đi quan sát phủ. Không, để hắn đến đây gặp chúng ta. Dẫu sao người giang hồ có quy tắc của người giang hồ. Ông chủ, đại hiệp Trường An trên lầu, ngài có gì giao phó? Người mà Vô Ảnh đại hiệp muốn tìm, chúng tôi đã giúp hắn tìm ra rồi. Bùi đại nhân, ngày hôm nay không đi điều tra án sao? Nghe nói tối qua Viên Đức Tự ở ngoài thành có chuyện, cũng thật kỳ quái. Nghe nói còn chết người. Ngài nói xem ở nơi rách nát vậy, người chết có mấy người? Người nào? Không biết. Nghe nói đều thiêu rụi rồi. Ngài nói xem thời tiết khô thế này, không cẩn thận nhóm lửa. Nơi đó trước đây không ai qua lại, 8/10 là ngã giá cấm nến. Ta thấy cái này 8 phần là giả. Ta thấy cũng là nhãn giả. Đi, đi lên xem. Chúng tôi tìm nửa ngày không tìm thấy. Hắn tìm một cái đã thấy. Cho tôi qua. Ông đây không nhường, có gan đến lấy. Không có gan thì về tiếp tục uống rượu đi. Người như vậy có chút không nói phép tắc giang hồ rồi. Biết người là do các ngươi tìm thấy, chúng ta cũng không có hứng thú muốn cùng các ngươi tranh công. Chúng ta chỉ muốn xem. Không được sao? Ta ghét nhất loại người như các ngươi, không có rượu lại ham rượu. Tủ lượng ít thì uống ít một chút. Uống chút nước đái mèo liền buồn sười rượi, còn đòi làm hiệp khách giang hồ. Một đám phế vật vô dụng. Ngươi nói cái gì? Bọn tao không đến để đánh nhau. Chẳng qua nếu muốn đánh nhau thì cũng được thôi. Đại hiệp bất giận, bất giận. Được, ai lên trước? Vô Ảnh đại hiệp đến, phải không? Có phải ả không? Đúng. Tại hạ không ham ngân lượng, chỉ ham vui. Tôi chỉ muốn biết Vô Ảnh đại hiệp tại sao muốn tìm vị cô nương này. Là chuyện riêng. Các vị hảo hán đều đến đây, tôi không ngại thay vị cô nương này nói ra. Ngươi tại sao muốn tìm cô ấy? Mọi người đều biết Vô Ảnh đại hiệp là người nghĩa hiệp, võ công cao tường. Nhưng ai biết được hắn lại là kẻ giết người không chớp mắt, một kẻ lừa đời lấy tiếng. Người giết chết anh trai cô ấy, cho nên mới phát giang hồ lệnh, muốn cạn tàu sáu máng. Không biết tôi nói có đúng không? Thật là có chuyện này sao? Chính là muốn nhắn cô nương này một chuyện. Anh Tử, có phải ta hay không? Ngày sau tự rõ ràng. Ta tìm cô chính là vì muốn nói với cô câu này. Cái cô nghĩ và cái ta nghĩ có giống nhau không? Cô đừng hãy đợi vài ngày nữa, tự nhiên sẽ cho cô một dặn dò. Không phải, các người cuối cùng đang nói cái gì? Bây giờ còn có một câu đố vẫn chưa giải đáp. Ta muốn Bùi đại nhân giúp đỡ.
quay về tung một tin tức. Tin tức Đậu đại nhân, có Hà Quang. Đại nhân, sao vậy? Triệu tập tất cả binh lính trong thành, lục soát toàn thành. Tôi nhận được tin tức Trương đại nhân không chết, bị người khác bắt lại. Thật sao? Còn có giả sao? Ghi nhớ, lục soát toàn thành, động tĩnh càng lớn càng tốt. Rõ, động tĩnh càng lớn càng tốt. Người đâu? Toàn thành truy tìm Trương Bá Tĩnh sẽ sớm có câu trả lời. Đơn giản vậy sao? Thế cuộc chưa rõ, Bùi huynh không nên manh động. Cũng không thể tin tưởng lời nói một chiều của Lý Thừa Chánh. Nếu Trương Bá Tĩnh còn sống, nhất định là bị Lý Thừa Chánh áp giải. Đến lúc đó, ngươi lục soát toàn bộ thành, hắn tự nhiên không yên tâm. Vô Ảnh đại hiệp, quá sai là các ngươi. Anh Tử, tin tức Trương Bá Tĩnh không chết là do các người tung ra. Đúng vậy. Xem ra các người vẫn không tin lời ta nói. Không hay rồi. Để hắn chạy rồi. Người mà ngươi nói là Trương Bá Tĩnh. Xem ra các người biết thân phận thực sự của ta rồi. Không những biết thân phận thực sự của ngươi, còn biết Động tướng quân không phải ngươi giết. Cây đèn Trường Minh đó là do ngươi đưa cho Bùi đại nhân. Người giết Động tướng quân muốn gấp lửa qua tay ngươi. Hắn giết Động tướng quân, trên người Động tướng quân dùng kiếm pháp của ngươi lưu lại rất nhiều lỗ. Nhưng nếu là ngươi giết, vết thương càng dày. Hôm đó ở Nguyệt Như Sương, ngươi đã chứng minh qua. Cái gì cũng không qua mắt ngươi. Không sai, người giết nhị ca của ta chính là Trương Bá Tĩnh. Chẳng qua mới đầu ta cũng không nghi ngờ hắn. Dẫu sao chúng tôi cũng từng kết nghĩa anh em, là bằng hữu hòa thuận nhau. Nhưng không ngờ hắn vì muốn đạt được mục đích của mình, tính kế hai chúng tôi. Nửa năm trước, triều đình phái hắn đến đảm nhiệm tiết độ sứ. Chúng tôi cảm thấy dù sao cũng là người triều đình phái đến, đương nhiên không có giả tâm phản nghịch. Để xem huynh đệ chúng ta kết giao lâu như vậy, chi bằng chúng ta hôm nay kết thành huynh đệ thế nào? Được, cũng đúng ý tôi.
Ông trời trên cao, tôi Trương Bá Tĩnh, Đổng Quy Tế, Lý Thừa Chánh, hôm nay kết thành huynh đệ, chúng tôi sẽ ngọt bùi cùng chia, hoạn nạn cùng khổ. Tam đệ, đa tạ đại ca. Đại ca, Ngọc đẹp. Ai ngờ hắn sớm có giả tâm xưng dương, âm thầm cùng với Lữ Long Tiết Độ Sứ, Tiết Chánh Vật cấu kết qua lại. Nói trắng ra, ta và nhị ca xưa nay ở Ngụy Bác vẫn có sức ảnh hưởng nhất định. Hơn nữa nhị ca còn nắm binh quyền. Có một ngày, hai vị huynh đệ cảm thấy thế nào? Hai vị huynh đệ quả nhiên là cẩn thận đắc lực trong triều. Trương Mỗ cũng là nói đùa mà thôi. Các người đừng nói Tiết Chánh Vật của Lữ Long để ta làm thừa tướng cái gì, chính là để ta làm hoàng đế của Tam Trấn thì thế nào? Sao so với ta vì xã tắc đại đường mà xã thân chứ? Đại ca, là triều đình phái đến. Ta nghĩ không thể nào cùng với Tiết Chánh Vật thông đồng làm bậy. Quân Lữ Long đó nếu dám tấn công, Đổng Nguyên Tế ta là người đầu tiên không để hắn thoát. Được, được. Trương Mẫu có hai vị huynh đệ tương trợ, thật là phúc đức của trời ban. Ai biết được hắn là phản nghịch, đến thăm dò phản ứng của chúng tôi. Đại ca, binh quyền của nhị ca hắn nhất định muốn giành lấy, cho nên hắn ra giờ hẹn nhị ca uống rượu, hạ độc trong rượu. Hơn nữa, hắn còn bắt chước kiếm pháp của ta giết nhị ca. Thời gian sau, tin tức Vô Ảnh Đại Hiệp giết Đổng tướng quân truyền đi nhanh chóng trên giang hồ. Ta vốn thoải mái giang hồ, đành chịu gánh vác trọng trách. Ngoài vài người thân cận bên cạnh, cũng không nói cho bất kỳ ai. Cho nên, từ lúc đó trở đi, ta liền bắt đầu nghi ngờ hắn. Nhị đệ, đệ chết thật thảm. Tam đệ, hôm qua nhị đệ không phải nói tìm đệ uống rượu, tại sao hôm nay thành ra bị độc chết? Nhị đệ, hắn có phải là đệ không? Đại ca, đệ và nhị ca tình nghĩa huynh đệ bao nhiêu năm nay, đệ sao có thể hại huynh ấy? Nhất định là có người muốn hãm hại đệ. Đệ huynh tin đệ. Bây giờ nhị đệ đã không còn, đệ và ta càng cần gắn bó với nhau hơn nữa. Ta cho rằng ta quá đa nghi. Hôm đó chúng tôi lén lút mở quan tài khám nghiệm tử thi, phát hiện Đổng tướng quân thực ra là bị đánh thuốc mê. Bởi vì thời gian khá lâu mới đầu không dám xác nhận. Nhưng mà sau này Trương Bá Tĩnh tìm đến ta, nói ngươi thừa nhận giết hại ca ca của ta. Cho nên ta đáp ứng Trương Bá Tĩnh cùng hắn đi nhờ giả Tiết Chánh Vật, mới buông bỏ cảnh giác của hắn mà bắt được hắn. Hắn biết ta có ý định này vô cùng vui mừng, cho rằng ta sẽ phục tùng hắn. Cho nên ta nhân cơ hội này trói hắn, đem hắn đến đây. Ta thật muốn đâm hắn ngàn nhát, trở thành thịt băm. Nhưng ta không thể làm như vậy. Nếu ta thực sự giết hắn, triều đình nhất định cho rằng ta muốn mưu phản, mang binh đến dẹp loạn. Sống chết của một mình ta không là gì, nhưng không thể làm hại lão bá tính Ngụy Bác. Tôi hiểu rồi. Mặc dù ngươi đã bắt được Trương Bá Tĩnh, tại sao còn có người muốn giết ngươi? Chuyện của Tam Trấn không phải một sớm một chiều. Trong Ngụy Bác này có bao nhiêu mật thám của Lữ Long, e rằng tính cũng tính không hết. Chỉ cần ta bị nghi ngờ, liền nhất định có người đối phó ta. Chỉ là bây giờ Trương Bá Tĩnh chạy mất rồi, e rằng cục diện sau này rất khó khống chế. Chúng ta phải nhanh chóng ngăn chặn Trương Bá Tĩnh, nếu không có thể không ra khỏi được Ngụy Bác. Vì để báo thù cho nhị ca, ta đã quyết tâm chết cũng được. Nhưng mà Trương Bá Tĩnh này là ai cứu ra? Để tôi xem vết thương của ngươi.
Không cần, chỉ cần nàng biết sự thật, không còn nghi ngờ ta, thì ta yên tâm rồi. Cuối cùng đã biết tại sao lại có giang hồ lệnh. Không sao, yên tâm. Chỉ huy sứ Trương đại nhân có lệnh, lập tức đóng chặt cổng thành, không có lệnh của Trương đại nhân, bất kỳ ai cũng không được ra vào. Rõ. Không thể ra khỏi thành. Đứng lại. Đại nhân, bên ngoài thế nào rồi? Bẩm báo đại nhân, đã liên hệ với các đại nhân khác, bây giờ đóng chặt cổng thành, tứ phía lục soát tinh nghịch phản Lý Thừa Chánh đó. Do dự thiếu quyết đoán, không làm ra thành tựu nào. Ngươi không giết ta, nhưng ta phải giết ngươi. Đại nhân, không biết tiếp theo nên xử lý thế nào? Văn bẫy Lý Thừa Chánh. Ngoài ra, không thể để người của Đại Lý Tự ra khỏi thành Ngụy Bác, tránh cho Trường An nghe được bất kỳ tin tức nào. Rõ. Ta muốn từng người giết chết bọn chúng. Các người cuối cùng cũng quay về rồi. Đám hiệp khách giang hồ đâu? Đám người đó sớm đã đi rồi. Lại có chuyện gì? Vị nữ hiệp đó các ngươi muốn tìm, người đều đã tìm ra rồi. Bọn họ ở đây cũng vô nghĩa, sớm đã đi sạch rồi. Đúng là lời nói của người giang hồ thật thoải mái. Đúng vậy, vui vẻ thì đến, không vui thì đi. Đúng, đúng. Ông chủ, đem hai hũ rượu ngon. Được thôi, xin chờ một chút. Tiểu đường, mang rượu cho khách. Được thôi. Trương Bá Tĩnh này thoát ra, đám người đó càng không kiên nể gì. Tình hình này đối với Bùi Chuẩn quá bất lợi rồi. Cũng phải, nếu Bùi đại nhân đem chuyện của Ngụy Bác bẩm báo lên, vậy thì chuyện khởi nghĩa của Trương Bá Tĩnh ắt hẳn bị ngăn cản. Ta phải đi đến bộ điều tra một chuyến. Bùi đại nhân, không hay rồi. Sao vậy? Quan mang lúng túng. Quan sát sứ Lý đại nhân hạ lệnh đóng chặt cổng thành, nói là trong toàn thành lùng bắt phản nghịch. Ngài không phải nói hắn có thể là hung thủ giết hại Trương đại nhân sao? Không lẽ hắn nhận được tin tức muốn đặt đại nhân vào chỗ chết? Không thể nào. Ngài nghĩ xem, ngài quay về Trường An khẳng định sẽ đem chuyện hắn giết Đổng tướng quân và Trương tướng quân bẩm báo triều đình. Đến lúc đó triều đình nhất định sẽ phái quân. Vậy thì Bùi đại nhân, hắn lẽ nào muốn để ngài không thể sống sót rời khỏi chỗ này? Ngài hay là lánh đi trước đi. Không được, ta phải ra ngoài một chút. Bùi đại nhân, xin lỗi. Đại Lý Tự có lệnh mời Bùi Thiếu Khanh về Trường An phục mệnh. Rõ. Bùi đại nhân đi rồi, một chốc nữa cũng chưa về. Có chuyện gì nhắn cho bổn quan. Đợi ngài quay về, bổn quan chuyển lời cho ngài ấy. Vậy ta đợi ở đây. Tùy ngài. Đại nhân, có nên giết hắn hay không? Đừng vội, đi theo đồng bọn bên ngoài của hắn, đến lúc đó giải quyết một lượt. Rõ. Mùi đại nhân, chúng tôi hôm nay không về. Ngài đi về vậy?
Đây là mật thư Bùi đại nhân chúng tôi giao cho ngài. Chuyển lời Bùi đại nhân để ngài yên tâm. Được. Xem đi, xem đi. Hồ lô ngào đường. Qua đây xem đi, hồ lô ngào đường đây. Lý Huynh thì sao? Hắn vẫn chưa đến, có lẽ vẫn còn trong phủ. Tất cả cổng thành đã bị Trương Bá Tịnh đóng kín. Lý Huynh nhất định rất nguy hiểm. Tôi đi tìm hắn. Ông chủ, đưa thư cho Vô Ảnh đại hiệp. Được. Tìm thấy Bùi đại nhân chưa? Hắn bị nhốt trong bộ điều tra rồi. Khiên mã, chạy giúp ta một chuyến. Bắt giữ phạm nhân Lý Thừa Chánh cho ta tra hỏi. Đại nhân, đại sự không tốt rồi. Nói, Lý Thừa Chánh chạy rồi. Không sao, chỉ cần bọn chúng chưa rời thành thì vẫn là thịt trong mâm của ta. Ta ở đây có một bức mật thư, ngươi nhanh mang cho Lữ Long để bọn họ nhanh chóng phái quân qua đây. Đại nhân yên tâm, đều nhờ vào tài trí của ngươi, nếu không việc sắp thành lại hỏng, khó mà lường được. Đây đều là ban phúc của đại nhân. Khởi nghĩa thành công, ngươi chính là thẩm tra trung thư lệnh của ta. Tà đại nhân cất nhắc. Đi đi. Dạ. Người đâu? Người đâu? Đại nhân, không sao chứ? Đậu đại nhân, tự ý giam giữ lệnh quan triều đình, gan của ngươi thật lớn. Đại lý tự Thiếu Khanh của tôi ơi, ngươi bây giờ vẫn chưa hiểu ra sao? Mấy thuộc hạ của ngươi còn thông minh hơn ngươi, bây giờ đều đã trốn rồi. Đại quân Lữ Long rất nhanh sẽ giết đến đây. Lần này đến Ngụy Bác, xem như mạng ngươi không may. Xem ra ta nghi ngờ không sai. Người theo dõi ta đều là ngươi. Còn có Lý Thừa Chánh liên quan đến manh mối của hung thủ, cũng là ngươi sai người đưa cho ta. Đại nhân, nếu Trương Bá Tịnh bị giết, ngươi chính là muốn để ta nhận ra kết luận Lý Thừa Chánh chính là hung thủ. Nếu hắn không chết, ngươi có thể lợi dụng lúc ta tra án đem hắn cứu ra, đúng không? Xem ra ngươi cũng tính là không ngu ngốc. Ngươi yên tâm. Ta đã đem thư giao cho thủ hạ của ta. Nếu ta có xảy ra chuyện gì, bọn họ sẽ mang thư đến Trường An.
Nhìn thấy người đưa thư chưa? Quả nhiên là từ bộ điều tra đi ra. Ta lặng lẽ đem thư đổi rồi. Tối nay sẽ cứu Bùi đại nhân ra. Tên Bùi Chuẩn này quá ra đã sớm nghi ngờ người của bộ điều tra. Ta muốn xin Lý Huynh giúp một chuyện. Đừng ngại cứ nói. Ta muốn nhờ Lý Huynh giúp chúng tôi ra khỏi thành. Nhưng mà bây giờ ở cổng thành đều là người của Trương Bá Tĩnh. Miễn cưỡng ra khỏi thành, ta sợ. Lẽ nào lại muốn bỏ qua hung thủ giết ca ca của ta sao? Anh Tử à, tin tưởng ta. Đợi sau khi bọn họ ra khỏi thành, ta nhất định cùng với Trương Bá Tĩnh bọn chúng một mẻ bắt hết. Ta muốn Lý Huynh lần nữa phát giang hồ lệnh, triệu tập hào kiệt giang hồ hạ sóc. Khi ra khỏi thành, không cần cải trang, càng khoa trương càng tốt. Xem đi, xem đi. Xem đi. Đứng lại. Mau đi bẩm báo đại nhân. Rõ. Nếu không lùi lại giết bất luận tội. Đại nhân, tên tôi Yến Na chuẩn bị cưỡng ép xuất thành. Nhưng mà hình như có không ít người trên giang hồ giúp đỡ. Không thể để hắn chạy thoát. Rõ. Đại nhân. Hôm nay các ngươi không thoát được rồi. Giết cho ta. Đại nhân, ngài sao lại quay về rồi? Dẫn ta đi gặp Trương đại nhân. Rõ. Trương đại nhân, người quả nhiên ở đây. Trương đại nhân, đi cùng chúng tôi một chuyến. Vô ảnh kiếm.
Đại nhân, chúng ta... Đại nhân yên tâm, tôi nhất định sẽ sống chết bảo vệ ngài. Tôi Yến Nam, sao lại là ngươi? Đi thôi. Ngươi còn động thủ, ta liền giết chết hắn. Giết hắn, các người cũng không thoát được đâu. Đội Đức Huệ, dừng tay. Trương đại nhân, Trương đại nhân, bởi vì sự nghiệp của Lữ Long Tuyết đại nhân, xin lỗi. Quá ra ngươi là do thám của Lữ Long Tuyết chánh vật phái đến. Chờ đã, cái gì tráng sĩ, nghe tôi một lời. Trương Bá Tĩnh chỉ thị Đậu Đức Huệ liên hợp Lữ Long đối kháng triều đình, ý đồ mưu phản. Nếu như hôm nay để bọn chúng thực hiện ý đồ, triều đình nhất định sẽ phái binh đến dây quét. Đến lúc đó, ngọn lửa chiến tranh ngày đêm, dân chúng lầm than. Mọi người có nghĩ qua vợ con già trẻ lớn bé sẽ như thế nào không? Cho nên tôi hy vọng mọi người lấy đại cục làm trọng. Đậu Đức Huệ, các ngươi sao lại nghi ngờ ta? Từ khi ta đến Ngụy Bác, luôn ở bộ điều tra, sau này phát hiện có người theo dõi ta. Mới đầu ta còn cho rằng là Lý Thừa Chánh bày trò quỷ. Sau này ta nghĩ không lý nào dễ dàng có được bằng chứng. Ta lại nghĩ số cuộc là ai đã không ngừng lén đưa bằng chứng cho ta. Mà đến lúc ngươi nói với ta Viên Đức Tự cháy lớn chết người, ngươi chẳng qua là muốn xem số cuộc ai cùng ta đến. Bởi vì ngươi luôn không tin ta. Đại Lý Tự chỉ phái hai người bọn ta đến đây. Lý đại nhân cũng chính là vô ảnh mà theo dõi Bùi huynh đến Di Đức Tự, đưa cho hắn bằng chứng. Điều này để ngươi chỉ ra hung thủ. Ngươi vốn dĩ muốn lặng lẽ cứu Trương Bá Tĩnh ra, nhưng ngươi phát hiện nếu Bùi huynh tra ra bằng chứng mưu phản của Trương Bá Tĩnh sẽ trở thành mối nguy lớn. Cho nên hôm đó ở Viên Đức Tự, ngươi sai sát thủ muốn thi chết bọn ta trong Viên Đức Tự. Bắt gặp đèn Trường Minh, chỉ có Lý đại nhân gửi đi tin tức. Bùi huynh, ngươi và vài người bọn ta, đáp án đó có phải tự nhiên sáng tỏ rồi không? Thắng làm vua, thua làm giặc, ta cũng không có gì để nói. Chẳng qua đại nhân của Lữ Long đã nhận được mật báo, đang trên đường đến đây.
xem như hôm nay các ngươi giết ta cũng không thay đổi thế sự của Tam Trấn. Quên nói cho ngươi, mật thư có ấn của Trương Bá Tĩnh sớm đã gửi đến Lữ Long rồi. Quân Lữ Long vốn dĩ sẽ không đến Ngụy Bác. Nếu bọn chúng nhận được tin tức triều đình có lẽ sớm có chuẩn bị, bọn chúng cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Trương Bá Tĩnh, ngươi, ta và Đổng huynh từng kết nghĩa huynh đệ, nhưng ngươi vì mục đích của mình giết Đổng huynh, còn muốn du oan ta. Ngươi có nghĩ qua sẽ có kết cục như hôm nay? Đi thôi. Từ đây cách thành Trường An không xa, sẽ không xảy ra bất trắc gì, chi bằng cáo từ tại đây. Lý đại nhân, từ nay giang hồ sẽ không có Lý Thừa Chánh. Ta muốn cùng anh tử lặng tích thiên nhai, sẽ không quay trở lại. Vô Ảnh đại hiệp, gặp lại trên giang hồ. Bảo trọng. Bảo trọng. Bảo trọng. Đáng tiếc không bắt được Trương Bá Tĩnh còn sống để đem về chịu tội. Đây không phải giữ lại đầu đức huệ cho ngươi hồi kinh phục mệnh sao? Ngụy Bác bây giờ như rắn không đầu, ngươi có thể xin hoàng thượng đến Ngụy Bác là một tiết độ sứ, há không ung dung tự tại? So với ở Đại Lý Tự là một thiếu khanh bị ức hiếp. Tính như vậy đi, thánh thượng cũng sẽ khen thưởng cho ta. Ngươi nghĩ quá nhiều rồi.